Một câu chuyện của LDCV và đội ngũ nhân viên. Điểm lại những gam màu của chặng đường 2022, cùng một hành trình đi đến tương lai. Việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ một cách đáng kể. Trong đó, không gian kỹ thuật số đang chiếm ưu thế hơn so với các lĩnh vực khác như blockchain, VR, AI, an ninh mạng. Năm vừa qua, trong giai đoạn vừa duy trì sản xuất, vừa ứng phó với đại dịch, chúng ta đã tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh đối với chiến lược phát triển kinh doanh, từ tập trung vào mảng SI truyền thống sang phát triển sản phẩm và dịch vụ. Bên cạnh đó, công ty đã thiết lập các mô hình tổ chức TST để nghiên cứu và phát triển sản phẩm, góp phần xây dựng tiền đề quan trọng để phát triển năng lực kinh doanh trong mảng, cung cấp các giải pháp cho Financial Banking, được cho là thị trường có rất nhiều tiềm năng tại Việt Nam. Hãy cùng tôi điểm qua các sự kiện kinh doanh chính đã đạt được trong năm nay. Mảng offshore ra mắt với mục tiêu đầu tiên là thị trường Hàn Quốc. Chúng ta đã nhanh chóng thành lập được đội ngũ phát triển offshore tại Việt Nam và Hàn Quốc. IPCAS được triển khai trong vòng 9 tháng, cùng với đó là việc tiếp tục hợp đồng bảo trì hệ thống core banking hiện tại. LDCV thành công trở thành đối tác của SAP Partner Tire. Đây được coi là tiền đề phát triển các mảng kinh doanh liên quan đến SAP. HPE, Extreme, IBM, Oracle. LDCV hiểu rõ rằng đội ngũ cán bộ nhân viên là sức mạnh duy nhất quyết định chất lượng, sản phẩm và dịch vụ đem đến cho khách hàng. Hơn thế nữa, với tầm nhìn chiến lược, sứ mệnh và giá trị cốt lõi công ty đặt ra là kim chỉ nam để những con người LDCV quyết tâm hơn nữa trong việc thúc đẩy bản thân trở thành người giỏi nhất. Những người tràn đầy nhiệt huyết, hợp tác cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời trên sản phẩm và dịch vụ do đội ngũ LDCV tạo ra. Sau đây là câu chuyện về hành trình chúng tôi tạo ra sản phẩm cho khách hàng. That's why LDCV solution has been born to solve all of these problems. Trước mắt thì sản phẩm này phục vụ cho nhu cầu nội bộ của công ty. Chúng tôi rất tâm huyết với việc xây dựng sản phẩm này. So customers don't have to worry about new affiliate, new services. We take care all of them. Vâng, xuất phát từ nhu cầu là xây dựng một cái hệ sinh thái made by LDCV nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như là sự hài lòng và tối ưu cái chi phí bảo trì. Sau Ấn Độ thì Việt Nam được biết đến là điểm đến toàn cầu về nguồn cung các dự án phát triển về gia công phần mềm với chi phí cạnh tranh và vẫn đảm bảo chất lượng tốt. Building this product. There are many problems and challenge when build a product from Rust. The most challenge is the security issue for interact with the payment service. Trong quá trình triển khai quản lý dự án thì bên em bị thiếu cái môi trường phát triển. Chúng tôi gặp khó khăn trong vấn đề tuyển dụng nhân sự, đặc biệt là developer. Ngoài ra thì chúng tôi cũng gặp khó khăn về việc là các khách hàng thì chưa biết nhiều đến LDCC. Thực ra thì trong quá trình triển khai thì như Đăng vừa nói là có rất nhiều khó khăn, nhưng mà được cái là tất cả anh em đều rất là nhiệt tình giúp đỡ. Khi nhận dự án thì sổ của dự án không được rõ ràng và các document không được hoàn thiện. You know, it's so amazing. I'm so proud of our team. Thực ra là vui, là cảm thấy thoát chết, thành công. Đầu tiên thì rất là vui. Cảm thấy rất tự hào. We did it. Em cảm thấy rất là biết ơn vậy. Xin chào Lotte Data Communication Center Việt Nam Team. Tôi là Hằng Trần, là Territory Manager tại AWS. Tôi rất hân hạnh đã được đồng hành cùng LDCC trong những năm vừa qua. Qua các workload như là API integration, database, AIML, cùng với team, các team khác nhau từ AWS như là Solution Architect hay là team Mr. Moon để đồng hành và phát triển theo kế hoạch phát triển partner tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra thì chúng ta cũng đã đồng hành với nhau qua các loạt về PR marketing như là các loạt bài báo về sự đồng hành này, hay là gần đây nhất là case study về API integration cho online retailer của LDCC trên AWS.
và tôi hy vọng là LDCC Việt Nam sẽ phát triển hùng mạnh tại thị trường Việt Nam, và tôi rất trông chờ và hân hạnh sẽ được đồng hành trong thời gian tới. Câu chuyện của những con người LDCV trên hành trình kiến tạo ra các sản phẩm tuyệt vời cho khách hàng và phản hồi của họ là nền tảng sức mạnh, sự tự tin cho mục tiêu hoàn thành tốt những dự án trọng điểm như Tây Hồ Môn, Mart và Thủ Thiêm trong năm 2023. Đội ngũ sẽ xây dựng và hoàn thiện các nền tảng công nghệ thông tin mới như LATG, e-voucher, core banking. Ngoài ra, mô hình vườn ươm startup nội bộ sẽ được ra mắt nhằm tìm kiếm các ý tưởng khởi nghiệp tiềm năng từ nhân viên, biến ước mơ startup của nhân viên thành sản phẩm thật sự. Các chính sách nhân sự sắp đến sẽ tập trung vào việc thu hút được nhiều tài năng đến, ở lại và cùng tạo ra các câu chuyện thành công tiếp nối trong hành trình đến tương lai. Thân thiện, hòa đồng, hỗ trợ lẫn nhau, nghiệp, tài năng và nhiệt huyết, cởi mở, hợp tác, chuyên nghiệp, sáng tạo, vui vẻ, trẻ trung, năng động, kích thích việc sáng tạo, chuyên nghiệp, nhiệt huyết và tầm nhìn tốt, vui vẻ, hòa đồng và luôn giữ động lực mới. Đó là những con người vẫn ngày đêm cống hiến, những nhân viên nhiệt huyết với nghề, những nhân tố truyền cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh cho hành trình đến tương lai sắp tới. Cảm ơn các bạn vì đã trở thành một phần của LDCV. Fighting!